kính chào toàn thể anh chị ạ. Chào mừng anh chị đã quay trở lại với video của bên em ạ. Chúc anh chị một buổi chiều thật là may mắn, vui vẻ cũng như là công việc hay thông thuận lợi anh chị nhé. Vâng, và trong video ngày hôm nay thì em gái xin giới thiệu anh chị một series phố bí được chế tác trên chất liệu là gỗ hương ta Gia Lai ạ. Thì em có chế tác ra 3 kích thước để anh chị có thể là cân đối không gian phòng khách của đại gia đình mình để sở hữu cho em gái tác phẩm anh chị nhé. Vâng, và trước khi vào tác phẩm thì em xin giới thiệu qua về cơ sở bên em ạ. Cơ sở bên em nằm ở quốc lộ 38, Cao Ngàn Mộc, Đông Giang, Lương Điền, Cẩm Giang, Hải Dương với hai số 2 phân thuộc là 0944 812 986 và 0823 38 345. Anh chị ưng ý mã số thố bí nào thì có thể liên hệ trực tiếp với em qua hai đầu số này để có thể là chốt đơn cho chị nhé. Và để anh chị không phải chờ đợi lâu nữa thì em xin mời anh chị đi sâu vào từng kích thước thố bí một để có thể anh chị có thể là thử nắm được vân chất gỗ cho em gái này. Và với mã thố bí đầu tiên với chiều cao cho em gái là 9 và đường kính là 14 anh chị nhé. Giao lưu với anh chị là 550.000 đồng. Em gái đã bao gồm phí vận chuyển cho đại gia đình mình rồi đây. Vâng, một chiếc thố bí với đường vân chất gỗ trùng điệp điệp cho em gái ạ. Từ những cái khớm múi thôi nhà em chặt tỉa cũng rất là sắc nét, rất là tỉ mỉ luôn cho em gái đây. Từ những cái cuống cành anh chị nhé, tuyển chọn những cái phôi gỗ đẹp, phôi gỗ già nhất về cho đại gia đình mình luôn. Và mặt trong đây từ những cái chiếc lắp thôi nhà em chế tác cũng rất là phẳng phiu luôn ạ. Bo rất là tròn luôn cho em gái anh chị nhé. Và lòng của thố thì nhà em làm cũng rất là sâu này, rất là trơn tru luôn. Nhà em đã BU cho anh chị một lớp bóng vô cùng tiện lợi để anh chị có thể là lau chùi này, rất là sạch sẽ luôn ạ. Từ những cái khớm múi của thố bí thôi anh chị nhé, làm cũng rất là tỉ mỉ, rất là tròn trịa luôn. Và mặt sau đây rất là phẳng phiu luôn cho em gái đây. Một chiếc thố bí cao đến 9 và đường kính cho em gái là 14. Giao lưu với anh chị chỉ là 550.000 đồng thôi cho em gái ạ. Và sang mã thứ hai với chiều cao cho em gái là 10 ạ. Đường kính là 16 anh chị nhé. Giao lưu với anh chị là 650.000 đồng. Vâng, 650.000 đồng em gái cũng bao gồm phí vận chuyển đến không gian nhà anh chị rồi đây. Vâng, cùng kích thước, cùng dáng cỡ này. Vâng, nhà em chế tác ra những cái kích thước khác nhau anh chị nhé. Trên một phôi gỗ nhà em đều tuyển chọn những cái phôi gỗ hàng rất là đẹp luôn. Đường vân chất gỗ anh chị ưng ngắm cho em gái đây. Trùng điệp điệp em luôn anh chị ơi. Bo thì rất là tròn rồi. Từ những cái khớm múi của chiếc thố này làm rất là tỉ mỉ, rất là sắc nét và tròn trịa luôn cho em gái anh chị ơi. Ngắm cho em gái ạ. Vâng, và lòng thố thì rất sâu anh chị nhé. Với chiều cao cho em gái là 10 và đường kính cho em gái là bao nhiêu? Đường kính là 16 anh chị nhé. Vâng, và đến mã số thố bí tiếp theo ạ. Mã số 3 anh chị nhé. Mã số 3 nhà em hàng làm hàng số lượng nên chị cứ thoải mái chốt đơn cho em gái đi ạ. Với chiều cao là 18 ạ. Đường kính cho em gái là 30 anh chị nhé, cao 18 và đường kính là 30. Giao lưu với anh chị là 1.600.000 đồng ạ. 1.600.000 đồng cho em gái này anh chị ơi. Có thể là ngắm đường vân chất gỗ cho em gái được không ạ? Vâng, vân thì trùng điệp điệp. Tuyển chọn những cái phôi gỗ hương ta Gia Lai rất là già luôn cho em này. Từ những cái đường bo anh chị nhé, rất là tròn trịa luôn. Vân thì trùng điệp điệp, làm rất là phẳng phiu và không một chút lỗi lầm gì cho em gái ạ. Vâng, anh chị có thể ngắm cho em gái đây. Và nhà em đục tỉa hai chiếc lỗ để anh chị có thể là gắn hai chiếc lá vào anh chị nhé. Gắn hai chiếc lá vào cho em gái đây. Vâng, rất là tỉ mỉ và rất là sắc nét luôn. Từ những cái đường lá anh chị nhé, từ những cái đường gân cơ này, làm moi móc sạch sâu vào bên trong cho em gái ạ. Vâng, từ những cái đường khớm múi anh chị nhé, chặt tỉa cũng rất là tròn đều luôn, vành vặn cho em gái này. Từ những cái đường bo anh chị nhá, rất là mềm mại luôn. Bên trong thì rất là phẳng phiu rồi. Và trong lòng này anh chị ơi, ngắm cho em gái này. Từ những chiếc thố bí nhà em tuyển chọn những cái phôi gỗ rất là đẹp luôn để anh chị có thể là lựa chọn trong không gian phòng khách của đại gia đình mình đúng không ạ? Lòng thố thì rất là sâu cho em gái ạ. Lòng thố thì rất là sâu anh chị nhá. Và nhà em có chế tác là 5 chiếc ngăn để anh chị có thể là để hướng dương này, bánh kẹo này, những cái hoa quả anh chị nhá. Và chế tác là hình cánh quạt cho em gái ạ. Hình cánh quạt để anh chị có thể là dễ bỏ ra để lau chùi này. Anh chị có thể là lấy cho em một chiếc khăn lau thôi, anh chị có thể là lau là rất là sạch sẽ luôn ạ. Vâng, vệ sinh hàng ngày luôn cho em gái anh chị nhá. Vâng, anh chị có thể là để rất là nhiều đồ luôn, rất là tiện sử dụng cho em gái đây. Và bên dưới đây thì nghệ nhân bên em còn chế tác là những chiếc trục xoay anh chị nhá. Những chiếc trục xoay để anh chị có thể là sử dụng dễ dàng này, cũng như là tiện nghi cho em gái anh chị nhá. Rất là trơn tru và cũng như là mềm mượt cho đại gia đình mình luôn. Từ những cái cánh hoa này, chân tỉa cũng rất là sắc nét, chạm trổ thì vô cùng tinh tế rồi. Vâng, anh chị có thể ngắm này, rất là phẳng phiu và không một chút lỗi lầm gì cho em gái ạ.
từ những đường khớ múi của thố bí anh chị nhá, rất là tròn đầy luôn. Chỉ với 1.600.000 đồng anh chị đã có thể là sở hữu cho em ngay những cái tác phẩm rất là đẹp rồi, từ những cái thố bí tuyển chọn những cái phôi gỗ rất là dài anh chị nhá. Vâng, và cũng làm rất là tỉ mỉ luôn. Thay vì sử dụng những cái thố bí bằng nhựa thì anh chị có thể là thêm vài trăm nghìn thôi, sử dụng cho em gái, sở hữu ngay cho em gái một chiếc thố bí bằng gỗ anh chị nhá, vừa tô điểm trong không gian phòng khách của đại gia đình mình, cũng như là làm cho không gian phòng khách của đại gia đình mình thêm trang trọng, cũng là thêm tiện nghi anh chị nhá. Vâng, và gần Tết rồi, anh chị nào cũng nên sở hữu cho đại gia đình mình một chiếc thố bí để có thể là tô điểm, cũng như là năm mới đến thì mang lại những cái vượng khí tốt, cũng như là an khang thịnh vượng về cho đại gia đình mình anh chị đó. Vâng, và anh chị nào mà đã ưng mã nào rồi thì có thể là chụp màn hình gửi ngay cho nhà em để chốt đơn anh chị ơi, và có thể là liên hệ trực tiếp với nhà em qua hai đầu số là 0944 812 986 và 082 338 345 để chốt đơn này chị nhá. Vâng, và em xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong video lần sau ạ.